Lê Khôi Audio xin kính chào tất cả anh em đang đến với kênh YouTube của Khôi. Và hôm nay Khôi sẽ giới thiệu đến anh em một siêu phẩm cặp loa đồng trục anh em nha, đến từ một thương hiệu cao cấp của Mỹ, đó là Electro Voice nha. Thì chia sẻ với anh em, đây là cặp loa về từ Mỹ nha, hàng công Mỹ, còn rất là đẹp, rất là đẹp. Thì ở trên thị trường á thì có rất là nhiều mẫu, nhiều dòng, nhưng mà cái mẫu này thì được rất là nhiều anh em yêu thích và ưa chuộng nha, trong đó có cả Lê Claudio đó, vì cái thẩm mỹ của nó, vì cái chất âm của nó mang lại anh em nha. Rồi thì và cùng chia sẻ với anh em là cái thùng này rất là hiếm có anh em nha, cái cụ loa thì có thể ship rất là nhiều. Anh em có thể là ship đặt hàng, ship eBay hay là ship mua về rất là dễ dàng, nhưng mà cái cặp thùng này không thể ship được bằng đường máy bay mà bắt buộc phải về đường công, nên nó không có nhiều để mình lựa chọn anh em ha. Rồi thì như mọi lần thì bây giờ Khôi sẽ quay đầu tiên là cái ngoại hình nó trước anh em ha. Đây đây cái ngoại hình của nó đây. Đó. Thì cũng nói luôn với anh em biết cái thùng này á, nó theo thời gian cũng như theo cái khoảng cách mình vận chuyển thì khi về tới đây nó có bị chảy xước, nên Khôi đã làm đẹp nó lại nha, chỉ làm đẹp thôi anh em thấy nè, vẫn còn dấu vết nha. Đó, đây cái này các cái góc cạnh của nó vẫn là còn là cái nét cơ bản, nét nguyên bản của nó ha, mà mình không có làm gì hết. Đây anh em nhìn kỹ ha, chỉ có làm đẹp cho cái thùng cho nó đẹp, cho nên nó có thẩm mỹ nha. Rồi đó thì bây giờ Khôi sẽ quay luôn tân tật anh em xem, và sau đó thì Khôi sẽ quay cái loa lại và tháo cái cụ anh em cùng xem ha nha. Đó đây là Khôi đang quay cận cận ha, anh em cùng xem. Trên cao xuống này. Rồi thì cái cặp này á nổi bật lên á, nhìn vào bên trước là một cái lưới lưới bố anh em ạ, nhưng mà lưới bố rất là đẹp, lưới bố rất đẹp ha, nhìn nghiêng nè. Anh em nhìn nghiêng và nhìn thẳng, và ở đây được đính thêm các cái nẹp đồng ha, nẹp đồng hoa văn này, bụi còn dính nè. Rất đẹp, thẩm mỹ. Đây đây là cái tem, cái logo này được in lên luôn, được đóng lên trên cái loa này luôn anh em ha, không có thể chạy được nha. Rồi thì cái nhược điểm một chút về cái thẩm mỹ là đây anh em, nó bị chày ha, do vận chuyển tương tự bên này. Thì Khôi quyết định là Khôi sẽ không xử lý để luôn. Thì vì sao? Thì khi mình là người chơi đồ bãi thì chắc chắn là bãi thì nó phải có cái dấu vết thì nó mới gọi là đồ bãi. Còn nếu như mà nó đẹp quá thì nó hóa ra là một cái món đồ mới nha. Nó để vậy thì có chất bãi. Nhưng mà bù lại tổng thể thì nó vẫn còn đẹp và đáng để chơi anh em nha. Rồi thì đó. Rồi đây anh em, cái mặt sau của loa còn rất đẹp ha, còn rất đẹp. Bây giờ Khôi sẽ quay gần cho anh em xem. Đó, rất đẹp, rất tuyệt vời ha. Đó, còn cái vân là nhìn em nhìn này, rất đẹp. Đây còn cái tem của nó này. Đó. Thì anh em nhìn nè, số series bên này là 6732. Thì bên này 67 có dung máy nè. 25, nó chỉ cách nhau có mấy số thôi, có 7 số thôi. Đó, nên cặp loa này nó cũng khá tốt, khá đẹp. Nói chung là đẹp anh em ha. Ngoại hình đẹp, tốt. Rồi. Thì anh em nhìn từ xa thấy cái cặp này nó còn luôn cả một cái cặp dây zin. Đó, cái hàng này không có sử dụng cái chạm nha, mà người ta đấu thẳng từ trong cái cụ loa ra luôn. Đó, đấu thẳng từ trong cái cụ loa ra luôn với cái sợi dây đồng rất là mịn nè. Đó. Thì để làm gì? Để đạt được cái độ chuẩn đó, khi mà mình đấu từ trong cái loa ra âm ly luôn nha, không qua các cái trạm loa làm gì nha. Rồi. Bây giờ thì anh em đợi Khôi trong giây lát, Khôi sẽ tháo cái nắp để anh em cùng xem cái cụ loa nha. Rồi đây anh em, Khôi đã tháo ra một cái ha, để anh em cùng xem qua. Rồi tí nữa Khôi sẽ tháo luôn cái cũ và quay cận cận cái mặt tiền trước cho anh em xem nha. Đây, Khôi đưa máy gần hơn. Khôi đang quay như vậy để anh em biết là cái thùng nó ha, rất là chắc chắn và được lót mút các phía còn rất là đẹp, không bung không nở anh em nhé. Ở trong thì còn bụi nha, nhưng mà cái cụ loa rất đẹp. Đây nè, cụ loa này. Cụ loa còn ốc zin luôn ha, ốc nó cũng là ốc zin luôn. Anh em nhìn đây là anh em biết rồi này, cái màng rất đẹp ha. Tí nữa.
Đây mọi người, Khôi đã tháo cái củ nó ra nha, để quay cận cảnh chi tiết anh em cùng xem. Tại vì cái dòng loa, cục loa này á, cái thùng loa này á, nó lưới dính liền, nên Khôi đã tháo ra để anh em cùng xem ha. Rồi để anh em yên tâm mà mua hàng. Thì ở đây Khôi sẽ quay đầu phía trên anh em nha, rất là mới anh em nha, còn nguyên bụi nữa anh em, còn nguyên bụi nha. Đây Khôi thử cho anh em xem này, đó, bụi rất đẹp. Gân này là gân vải zin. Thì đặc biệt là cái dòng những cái lồng Electrovoy này á, dùng cao cấp á, thì không phải dựng gân lên em ha, mà nó vẫn còn mềm, theo thời gian nó vẫn còn mềm, và cái màng rất là nhúng này nè. Và cũng xin chia sẻ với em là những cái dòng đồng trục mà vừa có phễu và vừa có cái kèn, thì nó rất là hay nha. Ok, thì đó là cái phần trên, anh em xem kỹ lại lần nữa nha. Rồi Khôi sẽ lật lên, Khôi quay cái cụ dưới anh em cùng xem. Thì tất cả đều là hoạt động tốt anh em nha. Kể cả code server rồi tin chỉnh ok hết. Thì cái đó tí nữa Khôi sẽ test cho anh em cùng nghe nha. Rồi bây giờ đợi Khôi này, Khôi sẽ lật cái cụ lên. Đây anh em, đây là cái cụ loa ha, cái cụ loa. Thì đây Khôi quay cho anh em cùng xem ha, để mình biết được là cái đồ này zin, nó là như vậy, thân tật là như vậy, chưa đụng chạm gì hết anh em nha, chưa đụng chạm gì hết, còn rất đẹp ha, rất đẹp. Nói chung là cái cụ này rất được nhiều người chơi ưa chuộng và yêu thích. Cái cụ này không thì nó cũng đã có cái tầm giá là từ 13 tới 15 triệu tùy theo cái độ đẹp và độ zin của nó anh em nha. Nên hôm nay mà anh em sở hữu được cả cái cặp thùng nữa thì coi như là quá tuyệt vời, có giá trị rất là cao. Rồi ok, bây giờ thì Khôi sẽ lắp cái cụ vào và sẽ test chất âm để anh em cùng nghe thử nha. Thật ra thì dòng này nó quá nổi tiếng rồi, nhưng mà test là một cái việc cần để mà đảm bảo là hàng loa nó đã hoạt động, nó đã hát, anh em yên tâm mua hàng nha. Rồi, ok. Thank you.
để những chiếc gai run rẩy. Đôi khi ngọn gió hoang bất chợt đùa giỡn bên làn áo mỏng. Thiếu nữ dùng mình, chàng trai dùng rồi. Khôi xin phép kết thúc clip test nhạc ở đây. Thì thật sự là nó quá nổi tiếng rồi, và nó có rất là nhiều trên thị trường, nên là hầu như ai cũng biết tới nó. Thì hôm nay Khôi ghép với một con đâm ly đèn và với một bản nhạc trữ tình để anh em cùng nghe thử. Thì cũng rất là nhiều anh em đã chia sẻ là ghép ở trên này thì không thể nào mà mình nghe thực tế, là nghe trên điện thoại nó bằng thực tế được. Tại vì mình là cái mic của điện thoại thì cái tần số rất là hẹp nha. Nó hẹp và nó ngắn. Còn khi mà nghe trên CD, nghe thực tế, thì cái CD á, được thu tới 3 mic lần nha. Nên nó sẽ có một cái dải rộng hơn. Đó là về anh em chia sẻ về các cái phần mà phát trên điện thoại. Đó, mình hình dung được một phần nào đó. Chất âm nó là như vậy nha. Đó là dành cho những người chưa chơi. Còn những anh em nào đã chơi rồi thì anh em sẽ hiểu được cái giá trị và cái chất âm của nó. Rồi. Thì đó là một vài cái thông tin mà Khôi muốn chia sẻ để anh em cùng nắm được. Thì cái cặp loa này được đánh giá cũng khá đẹp ha. Một vài nhược điểm nhỏ nhưng mà bù lại thì nó tuyệt đẹp. Cái mức giá cuối cùng cho anh em chơi là 25 triệu nha. Giá này thì không bao gồm ship anh em nha. Và Khôi cũng xin thông báo lần nữa là nếu anh em yêu cầu code thì 30%. Và cái phần ship, cái phần thuyền thu hộ thì anh em là phải trả anh em nha. Tại vì có nhiều anh em nhận hàng thắc mắc nên hôm nay Khôi giải thích luôn. Anh em là yêu cầu code thì đó là anh em phải chịu thêm cái tiền phí thu hộ anh em nha. Nó không bao nhiêu hết nhưng mà mình tạo cái sự công bằng cho người khách hàng. Thì người nào tin tưởng mua hàng chuyển khoản thì được không phải tốn. Còn anh em yêu cầu code thì anh em phải trả thêm nha. Rồi, cảm ơn anh em và chúc tất cả anh em một ngày mới tốt lành.